Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 15 tháng 8 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Vợ ông Nguyễn Đức Trung giả chữ ký con trai thành lập công ty bán hóa chất độc quyền cho Hà Nội. Và theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đức Trung đã tạo điều kiện cho công ty sân nhà do vợ mình thành lập để kinh doanh nhiều sản phẩm hàng hóa cho các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hưởng lợi nhuận cao. Dung trên được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 nêu trong kết luận vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Ngày 14 tháng 8, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội và ông Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Acatic. Và theo kết luận thì từ năm 2016 tới năm 2019, trên cơ sở các chỉ đạo điều hành tạo điều kiện của ông Nguyễn Đức Trung, công ty Acatic đã kinh doanh nhiều sản phẩm hàng hóa chế phẩm Redoxy 3C, xe làm sạch đường, máy nghiền cây. Các đơn vị liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với doanh thu lợi nhuận cao trên 85% doanh thu lợi nhuận. Đáng chú ý ở đây là C03 xác định công ty Acatic là công ty gia đình của ông Nguyễn Đức Trung. Qua quá trình hoạt động, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa và ông Trung đã nhiều lần làm giả hồ sơ để thay đổi thành viên góp vốn. Cụ thể, cuối năm 2015, bà Hoa thành lập công ty Acatic đã góp đủ 5 tỷ đồng vốn điều lệ, nhưng đứng tên là Đào Xuân Tuấn và con trai mình là Nguyễn Đức Hạnh. Toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty Acatic đều do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa thực hiện và tự giải chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh, kết luận điều tra nêu. Và trên thực tế thì Nguyễn Đức Hạnh không nộp tiền vốn điều lệ, không tham gia quản lý và điều hành công ty. Vào tháng 6 năm 2016 thì bà Hoa làm giả hồ sơ chuyển nhượng công ty để thay đổi thành viên góp vốn từ Đào Xuân Tấn sang Nguyễn Trường Giang. Một tháng sau, bà Hoa tiếp tục làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Trường Giang. Tổng cộng Giang đứng tên sở hữu 60% và Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên sở hữu 40%. Tài liệu điều tra xác định không có việc mua bán, không có việc thanh toán tiền giữa các bên chuyển nhượng phần vốn góp. Trụ sở chính của công ty Acatic đặt tại siêu thị Minh Hoa của gia đình ông Nguyễn Đức Trung trên phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa. Và sau khi thanh tra thành phố Hà Nội, thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ thì công ty Acatic mới chuyển trụ sở đến nơi khác. Kết quả điều tra xác định từ năm 2016 đến năm 2019, trên cơ sở chỉ đạo điều hành tạo điều kiện của ông Nguyễn Đức Trung, công ty Acatic đã có 13 phiếu đặt hàng và mở 28 tờ khai hải quan để nhập khẩu 489 tấn chế phẩm Redoxy 3C với tổng chi phí là hơn 115 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho biết đã có văn bản kiến nghị Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội xử lý đối với việc giả mạo hồ sơ tài liệu thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty Acatic lần thứ 2, 3. Và theo kết luận, sau khi làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của ông Nguyễn Đức Hạnh cho Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Trường Giang thì bà Hoa không tham gia quản lý điều hành công ty Acatic. Hơn nữa, việc làm thủ tục chuyển nhượng 40% vốn điều lệ công ty Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Thị Bích Hằng là do bị can Nguyễn Đức Trung chỉ đạo để che giấu hành vi phạm tội của mình. Bà Nguyễn Thị Bích Hằng ký hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp cho bị can Nguyễn Đức Trung đề nghị nhưng không tham gia bất kỳ hoạt động gì của công ty Acatic, không biết công ty Acatic là công ty nào. Do đó, C03 kết luận hành vi bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, Nguyễn Thị Bích Hằng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định đối với cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội làm mất hồ sơ tài liệu đăng ký thay đổi giấy chứng nhận ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ nhất của công ty Acatic. Và đó là thông tin ngày 15 tháng 8 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký và chuông nhé. Tạm biệt.